Đâu đâu, hôm nay đính chính lại xem là xem ẩn tích ở chỗ nào nào. Chào các bác nhá, hôm nay qua nhà anh Thực vừa mới bác ấy vừa mới lấy được cái đồ chơi mới về để xem, nhưng mà trước khi xem thì xem lại cái bể cũ này, xem mà cái ấn tích bác ấy bảo là cái bể này này từ năm 1892, hơn 100 năm rồi, nhưng mà không biết ấn tích ở chỗ nào mới là vấn đề. Bể này đấy ạ. Vâng. Thì nó phải hỏi bác ý thôi. Bác ấy đã lần ra. Vâng, bác ấy lần ra được ấn tích. Bác lần ra được ấn tích nhưng mà không biết ấn tích ở đâu, được tí nữa phải hỏi. Có. Anh Thực ấn tích ở chỗ nào mà khiếp đấy? À cái tắt đi chắc anh nhỏ ấn tích. Em phải thấy được cái bể 1943. 1943. Anh bảo bể số này không. À. À bể mà khắc số là không. Em bảo là mấy năm. Đúng rồi. Đây 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 đây. Úi giời. Giới thiệu ở các bác đây nhá, hai đồ chơi mới. Sốc luôn, sốc. Sợ thật. Này mưa bác ấy để gọn hết vào trong này rồi nên là chỉ quay được một hai mặt thôi. Ơ anh ơi, hai cái à? Khiếp thế rồi. Choáng luôn. Giỏi nhờ, Thực ông ấy tìm được đâu những cái bể này. Ý đồ của anh ấy là sau này tất cả cái vườn cây của anh ấy là đều cho lên bể hết. Sợ. Đấy. À, ý đồ là sau này đều cho lên bể ấy. Tất cả cây đều cho lên bể. Chữ này đều giống nhau hết đúng không? Đều giống nhau. Ừ. Đều giống. Thì sang dưới chơi tìm. Thì trong dưới chơi tìm. Sợ nhỉ? Ông ấy tìm được ở đâu những cái bể rất là lâu năm, rất là quý. Anh ơi, bể này thì là bể gì anh? Anh Thực ơi. Bây giờ nó là bể cổ chứ bây giờ biết làm bể gọi là bể cổ, nhưng mà ví dụ của xuất xứ ở đâu ấy chứ. Còn vẫn biết nó là bể cổ rồi. Vâng, đang lấy được hai con này nữa. Vâng, đây. Anh với em ấy là cái đàn cây này có khó tìm. Ý đang nói là bỏ lại. Em có khó tìm. Cao thủ. Em có khó tìm mới chết. Bình Duyên 1 của 2. Bình Duyên nào 1, 2, 8. Bác bảo giờ bác thu thập hết. Sợ nhỉ. Đây là Lương ấy, tìm một cái bể này. Anh Lương ơi, sang nó đàm phán. Đúng đi gì đó. Duyên là nó form này, nhưng mà nó vừa với cái form cây này. Cái cây của em là nó đúng bằng cây. Nhưng mà cái bể này sau một thời gian thì em anh tìm được cái ấn tích của nó ở đâu mà biết được nó là 1892 nhỉ? Anh nói em cái chậu ấy, cái chậu ấy nếu mà nó là cái chậu này cái chậu là tím bao nhiêu? Cái không bé hơn đâu. Bé ăn rồi. Bé ăn nhiều chứ. Bé ăn nhiều. Nhiều đấy. Đang quan trọng cái lòng ấy. Bé ăn 20 phân đấy. Cái lòng kìa. Cái tẻ của anh Thành nó thì mỏng. Nó vẫn bé hơn đúng không? Bé ăn 4 phân thôi. Em bé đúng cái Thành bé trong. À cái bên kia ý là mở ra bên kia. Cái này đây anh Chuyến à. Ừ. Cái bên kia cái gì? Ừ. Này rộng hơn một tí. Cái to như là cái chỗ lòng ngang ở cái này luôn. Đấy. Bây giờ lo lòng bằng thành. Thì luôn cái này đẹp hơn cái kia. Đúng rồi. Đấy, tôi vào trong lòng này. Đấy. Ừ, nó không đếm vào trong lòng bởi vì cái này nó dày hơn, bể này nó dày hơn. Tôi vào trong lòng thôi, không được đo ngoài. Chuẩn. Đúng. Ngang ngửa. Hơn 5 phân. Đấy, này nó... À đây là lại vừa moi được con này về nữa. Đấy. Con kia đấy, thì nó nhỏ hơn 5 phân. Em ngắm đi. Cây của anh Nước thì nhốt chậm được bởi vì cái này nó dày, nó rất nhiều đấy. Sợ nhỉ?
Cái bảo là vượt kích thước của bệnh cái này kia luôn. Mai kiếm mêu thợ xây về cứ bắt chiếc cái này xây. Xây được cái con. Nhưng vấn đề là em hỏi anh sao anh biết được ấn tích của con kia là 1892. Lần được ở chỗ nào mà ấy đây, cao thủ đây. Chưa cho chứ uống nước đâu mà. À, cứ uống nước đâu. Nghe chừng mấy bác vào cái xem vào cái sốt hết cả ruột bây giờ. Uống nước mà chưa nói. Xem cái đường nước đàng hoàng kìa. Mạnh thầy giáo còn phải giảng bài còn chán mấy cái kết quả. Mấy bác nghe mà 1892 phát phi sang ngay và sao bác thực bác ấy tìm được ra ấn tích như là giỏi. Người ta ghi lần trước là thế rồi xong người ta cũng đã đi xe máy cháy xong rồi. Thấy cái dấu từ đó lại nghiên sức. À, tức là có dấu. Thì em cũng nghĩ là phải có dấu đúng không? Để mà biết được cái mốc thời gian nữa. Ghi năm ở trong đấy hả anh? Khiếp nhỉ? Chúng ta lần trước là đoán 100 năm là cũng chỉ đoán mò đúng không? Tuổi thực là... đoán mò vẫn còn thua đấy. Tuổi thực là... tuổi nếu mà anh tính nhé, tuổi thực là thành kỵ rồi anh nhỉ? Không phải là cụ đúng không? Kỵ bể. Anh nhỉ, kỵ bể. Thôi từ mai nhìn mới gọi là cụ. Kỵ bể. Không được gọi là cụ. Giỏi nhỉ? Nói chung mỗi anh em mình một góc bới bằng được. Cái an tích của anh Thực anh tìm là ra. Không đâu. Giỏi nhờ ông ấy tìm được vết chỗ nào. Anh ơi, cây trợ chí vào quả bể này quá đẳng cấp luôn. Anh thấy cây được không? Thôi được rồi, các bác cứ đợi tí nhá. Kiểu gì cũng sẽ có đáp án. Ủa anh Thực ơi, sên này, to như thế này, mưa này. Đây là thủ phạm của ấy. Thủ phạm của cắn mầm ấy. Khiếp đấy anh ạ. À, chiến đấy. Hôm nay nhìn vườn cây đẹp thật. Mọc. Bật hết lộc rồi. 126 năm thành cụ kỵ. Hơn tuổi Bác Hồ đấy. Đấy. Tuổi Bác Hồ của mình mới ra 110 mấy năm. Có thể về ít hơn tuổi Bác Hồ. Bác Hồ anh cứ bảo về trăm tuổi. Nhiều hơn tuổi Bác Hồ. Bể này 1892 mà. À, đúng rồi. Bác Hồ là 1890. Năm sinh thì nhiều hơn. Để lại cho anh Lương cái. Lương thì cứ từ từ. Có rồi đúng không? Có phần nhưng phải từ từ. Cơm nước chưa anh? Nhìn vườn cây thích không? Lúc nào chân bỏ mạnh cây, không có mạnh cây nó khỏe. Này trời mưa bão. Chậu tàu này nha, nói mua nó dễ. Mua cái này cũng được. Anh không có phép đâu. Nào, xin đấu đây. Đấu đi. Nhớ được chưa? À, bây giờ nào cũng phải cho ông cần tiền đi mua đây, cho đấu không mua được. Khiếp nhỉ, này mưa nó bật lộc nhìn đẹp thế. Mình biết chỗ nào mà tìm. Thế mà anh Thuộc cũng tìm được đấy. Đây là vào đúng mỏ nó. À, đúng mỏ à? Ông phải nói là quá là cái đấy. Quá là khiếp thật đấy. Không khó. Đầu năm thì bác ấy nọc nhiều sao ấy. Thân săn được kiểu cổ. Có cái gì là ông khoét hết. Không máu không về. Thế à? Phải máu mới về chứ. Phải máu.
Ý đồ là ấy đấy, ý đồ là tất cả cây là cho vào bể hết đúng không anh? Này, cái bể kia ở dưới là cái bể còn là anh hỏi đấy, bể một chuyến nó bây giờ chạy khoảng bao hơn 3 tháng mà cháy thì khoảng bao nhiêu? Như cái bể này về mà cái bể kia không, không nhìn bây giờ mà chạy về bên xe máy cháy là bao nhiêu tiền? Không nhìn thấy cái gì là cỏ với chưa? Quay cái bể mới ra quay chi tiết hai cái, quá hai. Chi tiết rồi anh ạ, anh cứ dụ ấu bây giờ chỉ cần tìm an tích. Thôi được rồi, để bác ấy cứ để bác ấy cứ là chén trà chén nước cho nó khoan khoái đi đã, kiểu gì tí bác kẹt chỉ cho tại sao lại đấy, tại sao bể nó lại lâu năm đến như thế. Alo. Mà ông Tuấn Anh này, cái bể này không trở về đi để vướng đấy, vướng cả sân. Nhưng mà sẵn sẽ phải cháy là có tiền không anh cũng hỏi đấy, anh vướng cả sân nhà anh ý. Nó phải cổ phải xưa chứ không phải là cái sông con này là sầu ông như vậy. Đâu em? À đâu anh? Sầu thế nhỉ, bể sâu. Ờ nhỉ. Nó có phải đến đây đâu, không phải đến đây đâu mà nó tận dưới. Vâng, tận dưới này. Đầu tiên em cũng nghĩ là đến đây mà sâu đến tận dưới này sợ nhỉ. Con này cổ con. Tức là như toàn bộ này là cái phào hoa văn ở ngoài họ để sau đó đắp cái phào để nó rút cái bể nó thấp lên thôi mà. Vâng, cảm giác cái bể xong rồi xong gạch dưới này nó xuống từ mình xuống lòng mà cái bể xuống lòng nếu bình thường mình nhìn là nó chỉ xuống lòng này là xong gạch. Anh chỉ cái kinh tích như đâu xem nào. Lúc này tất cả anh em đâu anh chồng nước ra đây ạ. Vẫn cứ dầu. Đâu này sốt hết cả ruột rồi. Bây nó rêu một lượt này các anh biết. Nhưng mà nó là bê tông hay là gạch? Ồ, gạch xây ở dưới đây. Sang gạch. Em thấy cái này vẫn có vôi. Thì nó là vôi gì nữa? Vôi, nó đều có xi măng. Vôi mật, xi măng. Vôi mật. Vôi mật. Cái này hàng trăm năm làm gì thì kiếm đâu ra xi măng? Xi măng thì lấy đâu? Chẳng qua là nó thời ngày công nghệ xây chát nó đẳng cấp. Gạch này gạch ngày xưa chắc là cổ. Con này đấy là bê tông sâu nhỉ, con này là bằng gang sang gạch đúng không, sang gạch trong này nó tráng một lớp đấy rồi, một lớp xi măng cắt vàng trong này, con này là xi măng cắt vàng. Cái bể ấy cũng bằng lít đấy Dương ơi, cái bể này thì hợp vừa mấy cây của anh nhỉ, bể này thì vừa, cái bể bên này thì lại bé quá. Cây của anh bằng hợp bằng thế này. Con này thì ấy thoải mái như vậy. Sốt hết cả ruột. Không. Đồ chơi về nhà anh từng hết cả thế này. Vào anh sưu tầm hết. Anh cũng có khách anh em chơi cây mà. Chuyển nó đau quá. Cái này nhỉ? Chuyển liên tục có đau. Thế là bảo là thôi để cái này không đi được thì cuối năm là thôi. Không không phải đầu xuân. Đúng rồi, đến đầu thu chuyển đầu. Đây là chậu này. Đây là hai chậu. Chậu em nhìn như cả cây của bé đầu thu. Có cô đẹp, đáng tin và xinh xinh nhất. Yeah, nó đang chém, nó hỏi đang ở đâu kìa. Chụp cái vườn này cho các anh ấy là biết. Chơi với cây này xong nó nhiều chi tiết hết đấy. Gọn gàng, tôn trọng, khỏe rất. Cây này nó đi ra xe này cả vấn đề. Cả vấn đề của những cái cây nó phát triển gọn gàng. Cây này nó không thiết bao giờ là xong đâu. Để nó hoàn thiện chơi rồi vẫn cứ cắt sửa tỉa tóc cắt tóc cội đầu như con người. Mạnh nhỉ? Một tháng Mạnh cũng phải đi cạo râu không được để thành Mạnh hai. Càng cạo nhanh thì càng đẹp. Để mà lồm xồm lên đi. Anh nhỉ? Nhưng mà phải nói bác kê dày thế mà không vào được cái quả ấy. Dày thế nhỉ? Mẹ xay cây nó thế khổ.
Xuyến đang đi tìm, không biết có tìm được thấy không? Không, ở cái bể ngoài kia thôi, anh để ngoài kia thôi, chắc ra làm sao. Đập lại, ngồi con bốn con. Đây, tức là anh ấy phát hiện ra cái an tích là từ cái bể này. Từ cái bể này thì mới gọi là cả một cái loạt em, cả một cái loạt đấy thì sẽ quy ra là cùng lứa tuổi. Đây, đằng sau này. Anh này, anh từ đây mất con này. Đây. 1, 8, 9, 2. Chuẩn chưa? Đúng không? 1 này, 8 này, 9, 2 này. Đấy, mờ mờ. Bắt đầu mới lộ ra chứ. Mới chít chít ra thì nó bắt đầu mới lộ chữ người ta khắc mờ. Chữ đây này, đấy, chuẩn 1, 8, 9, 2, kinh nhờ, cũng rất lâu thật nhờ. Đấy, thì không biết là nó quá là cổ khiếp rồi được. Bằng tay hộ lần trước là đoán 99% là đoán mỏ. Đây mới là tuổi của cụ chính xác. Đây tuổi của kỵ. Về thành kỵ rồi. Đấy 1892. Khiếp chưa? Đấy thì cái bể này lần trước này đây, lần trước ở để ở ngay cái cửa nhà cổ đấy. Không, để anh quay lên. Vâng, thì em quay rồi nhưng mà con này to. Bác ấy vừa mới cho vào trong này. Cái chân này nó gắn liền vào. Này bằng tuổi của Eiffel này. Yeah. Vâng. Đúng bằng gần bằng tuổi tháp Eiffel của Pháp đấy. Đấy, từ từ con này thì cùng một lô loạt đấy thì là tuổi xem như nhau. Tại vì nếu mà cùng một em nghĩ cái đường nét đắp này nó mấy cái bể nó rất giống nhau. Đúng, sợ là của một ông là ông. Vâng. Thì đấy. Anh nhìn cái chữ xem, cái đường nét chữ ấy. Kể cả vâng. Cái đường nét chữ và cái đường nét nên là cực kỳ giống nhau. Hoa này. Của một ông đắp đấy. Cái bể rất lâu thật nhỉ, kịch thật. Thì cùng nó cùng một lứa nhỉ? Cùng một lứa thì cùng một người làm. Người ta làm tất cả chữ giống nhau. Lên xem. Vâng. Ok, đấy nhá, bằng chứng minh chứng cho các bác nhá.